bạn không nhất thiết phải mua tiêu cực à, à, khẩu độ mở lớn bạn không nhất thiết khi mà nhu cầu xuất hiện bạn mới từ, từ 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 mua à, tôi khởi sự tôi chụp ống kính um, rất là lạ các bạn tôi chụp 28 300 À, xin chào các bạn à, hôm nay mình sẽ nói đến một chủ đề liên quan với một cái chủ đề mình đã nói trước đây là newbie nên chụp máy hình gì à, hôm nay thì mình nói là cái tiếp đó là một số cái bộ mua một cái máy hình thì bạn phải nghĩ tới cái chuyện là mua ống kính gì cái okay. thì à, cụ thể nói cái tiêu cự gì đó mua ống kính tiêu cự gì thì sau khi bạn đã xác định được chơi máy ảnh rồi, mấy máy hình body gì rồi, chúng ta có những cái thương hiệu vũ lần trước ta có nêu Thì bạn có tiếp tục đi vô là phải chọn những ống kính cho mình Thì các bạn newbie có một cái, tôi không biết sẽ có một cái nguồn nào đó Các bạn tham khảo với nhau là các bạn tự đồ với nhau, các bạn tự mua Thay vì các bạn nên, nên tư vấn đàng hoàng Thì các bạn hay Uh, nói rằng là chụp ống kính ống uh, fix thì nó sẽ nét hơn chuyện đó tôi không có phủ nhận nhưng mà để chơi nhiếp ảnh một cách từ, từ từ tôi sẽ có dịp nói tại sao chơi ống kính fix ống kính zoom kỹ hơn nhưng mà hiện giờ cái giai đoạn bắt đầu đó, thì bạn khoan chơi ống kính uh, fix vì mình chưa có kinh nghiệm trong vấn đề bố cục hình ảnh đó, đôi khi mình chụp thì mình cần phải di chuyển nhiều hay là mình quá bận rộn với vấn đề kỹ thuật mà mình quên đi cái mình muốn chụp cho nên là tùy theo túi tiền của bạn bạn không nhất thiết phải có những cái lens như tôi đang trình bày trước mặt các bạn đây như rất là nhiều tiền tuy nhiên là vì tôi chơi nhiếp ảnh mà tôi cũng đâu năm mà tôi cũng muốn thỏa mãn cái niềm vui của mình nên tôi sống vậy thôi chứ sự thật bạn không cần phải vậy đâu thì uh, đầu tiên mua cái ống kính zoom cái ống kính zoom bạn cái người muốn chơi nhiếp ảnh nên mua cái ống kính zoom mà nó chạy đâu đó từ dưới và trên 50 mươi và tất cả các cái thương hiệu mà bạn lần trước tôi có nêu về mấy hình đó, họ nói rất rõ tôi có nói rất rõ là họ có đầy đủ cái một cái nguồn cho bạn tha hồ lửa ống kính vấn đề là bạn có bao nhiêu tiền thôi thì đầu tiên tôi thích nhất là bạn nên có một cái ống kính từ trên dưới 50 mươi ví dụ như canon hay nikon là hai cái hãng hai cạnh tranh với nhau họ sẽ có những cái đại khái như là hai bốn trăm ví dụ như vậy đã trên đến như vậy còn bây giờ thí dụ như là bạn chơi với bản mà mà tiền là vấn đề không quá khó khăn với bạn bạn có khả năng có có đủ khả năng mua đó. thì bạn thấy ngay tại đây là tôi tự chọn cho mình tôi làm tôi làm vừa chơi vừa là thương mại nên tôi tự chọn cho mình hai cái tiêu cự phổ thông là một cái là zoom nhưng mà zoom của white một cái là zoom mà zoom tele và một cái là tôi không biết canon hay là sao nhưng mà do tôi tôi, tôi thấy là rất là gọn gàng một cái nó mở từ 24 cho tới 70 là cái này là cái này là 70 tới 200 gần như là tuyệt vời nó nối nhau vậy nó không bị gáp rồi sau đó tôi cảm thấy rằng mình vui vẻ rồi chơi là thoải mái rồi thì chuyện kế tiếp là tôi sẽ mua thêm một vài cái ống kính fix đúng nghĩa như như tôi nói bạn khoan ống kính fix trước khi mua ống kính fix mua kính zoom cái đã khi mà có nhu cầu bạn nó cụ thể hơn mà cần như tiêu những cái khẩu độ nó lớn hơn và hình nó nét hơn Lúc bất nghĩ đến chuyện đó thì bạn sẽ nghĩ đến cái chuyện là những cái ống kính fix thì tôi thì tôi thích cái ống kính 50 các bạn vì ống kính 50 cho tôi cái cảm giác như là uh, đang, dùng cái từ nickname của ống kính fix là ống kính 50 là normal sự thật normal là sao tôi cũng biết nhưng mà ý họ nói là normal là giống cái tầm nhìn của mình vậy đó thậm chí là có người nói là no một là 42 mới đúng là tôi không bận tâm ba cái chuyện tranh cãi tiêu cự đó thì 50 á là được coi như cái ống kính là có thể à, đơn một mình đó thôi là mình đi chụp những cái thể loại khác ngoài chân dung mà tôi hay chụp tất cả các thể còn lại <laughs> chưa chắc cưới tôi cũng chụp nó đó À, và cuối cùng nếu tôi thích nữa thì tôi có một cái ông kính cái này, cái này là cái này là cái như là xa xỉ rồi cái là bạn thích thì hãng chơi thích thì thôi tôi không khuyến khích nói chung là tự nhiên là xa xỉ à, ống kính đây là ống kính rất đặc biệt của Canon nó là 135 thì giống như tôi đang quảng cáo cho Canon vậy buồn cười quá 135 nhưng mà nó mở được khẩu 2 à, cho nên là bà thấy 50 thì chú này có cover 50 nó là 24 à, 70 còn anh này 135 thì anh này 70 135 nó cover a à, 70 70 200 nó cover luôn cái này. Nhưng cái đặc điểm của hai ống kính này là gì? À, cung kính này mở được 1 2. Ống kính này mở được 2. Chỉ có vậy thôi. Và đó là ống kính fix thì ống kính fix thì khi mà ánh sáng vô ống kính mình nó có ít lớp thấu kính so nó sẽ ít bị uh, khúc xạ và nó cho hình nó nét hơn. Uh, hình này nó chiên trị nhiều hơn. Cho nên nói chung là gì? Nói chung là bạn chỉ nên chơi nó chơi một ống kính là chỉ một mà thôi. Cái okay, ống kính zoom và nó cover trên dưới 50 mm trên dưới normal Sau khi mà có nhu cầu rồi bạn muốn chơi nhiếp ảnh mở rộng lên cho vui hơn muốn trải nghiệm thêm thì bạn phải nghĩ đến cái chuyện mua. Thì cái chuyện mua sắm ống kính đó bạn nó mang tính trình tự chứ không phải là bạn nghe bạn bè nói xem các bạn chụp. À, cái này chỉ có một ngoại lệ duy nhất thôi. Là đây là newbie mà. Chứ nếu mà ngoại lệ duy nhất là những người chơi nhiếp ảnh thương mại họ có ống kính, kính cụ thể họ với khi bạn chụp thương mại bạn phải có một cái đầu tư tương đối chứ không phải là tự nhiên là tôi bắt đầu tôi mua ống kính này thì chụp cưới là không có được đâu bạn phải có tâm <laughs> chứ là có tâm chụp đèn hoàng cái ống kính mà cái thể loại đó yêu cầu ví dụ có những người mới vô chơi được một thời gian thích chụp những thể loại thể thao hay là wildlife hay là chụp động vật hoang dã thì chắc chắn họ sắm cái kính rất là dài các bạn có thể lên tới 300, 400, 500 rất là nặng thậm chí là phải mua được cái, cái, cái giá đỡ cho nó nữa rất nhiều thứ thì đó tôi đang nói những người chuyên chuyên chụp thể loại đó rồi à, một cái sự lựa chọn đó tôi cũng rất là thích là sự lựa chọn cuối cùng <laughs> là tôi có sự tôi có một cái một cái Fuji phim ống um, kính ống kính này không có tháo ra được nó gắn dính vào mấy hình luôn thì mấy cái người mà bán hàng tôi cũng chơi thân với họ họ cũng hỏi là Ủa tại sao anh không chơi ống kính rồi nó có nhiều sự lựa chọn hơn tôi nói không tại vì bản chất của tôi là tôi chụp hình đó bạn là tôi tôi hay thay đổi ống kính tôi thay thỏa mãn cái trí tưởng tượng của mình nhưng mà có một số cái thể loại đó bạn nó bắt buộc, dùng chữ là bắt buộc ví dụ như là street life, trong street life nó cái ống kính này, ống kính gần như là ống kính white rồi cái thể loại đó yêu cầu là sau khi mình chụp, cái người xem ảnh có cảm nhận rằng là mình đã có mặt ở hiện trường y chang thế này, tức là bạn phải có một yêu cầu cụ thể cho thể loại đó cho nên khi mà tôi gắn cái ống kính này không thay được, đó, nó ép tôi, nó bắt tôi là phải đó cuộc đời chỉ có vậy phải chấp nhận đi <laughs> thì tôi sẽ trung thành với cái thể loại đó cái thế là tôi còn những ống kính ví dụ như bạn chụp cái hình nó xong thì người xem mình nó sẽ có cảm nhận khác Tùy theo cái tiêu cự cho cảm nhận khác nhau cho nên mua ống kính nó tóm lại là bạn sẽ có hai vấn đề thôi chọn tiêu cự cho mình cho nó thích hợp cho nó đúng cái thể loại mình chụp hoặc mình bắt đầu chơi mình trải nghiệm từ từ thì mình đi từ zoom đi ra từ từ mở rộng mở rộng mở rộng bạn không nhất thiết phải mua tiêu cự à, à, khẩu độ mở lớn bạn không nhất thiết khi mà nhu cầu xuất hiện bạn mới từ từ từ, từ, từ mua à, tôi khởi sự tôi chụp ống kính um, rất là lạ các bạn tôi chụp 28 300 là nó dài lắm nó dài lắm và chưa kể ống kính đó tôi không đeo tên nhưng mà ống kính đó là nó hai khẩu lận còn phức vả nữa cho nên là bạn các bạn newbie bắt đầu chơi nhiếp ảnh thì ok được nhưng mà khởi sự khó khăn thì sau này sẽ dễ dàng nếu bạn cảm thấy là ôi hai khẩu phiền quá khẩu okay, cái lầu kính bạn nó thay đổi tiêu cực thay đổi khẩu độ thì bạn nên nghĩ đến cái chuyện mua một khẩu tuy là zoom nhưng mà là một khẩu thì nó sẽ có lợi hơn rồi phần còn lại thì tùy tùy các bạn bởi vì à, cái chuyện mua sắm ống kính một cái máy hình liên quan tới vấn đề kinh tế nữa Số, à, chơi như vảnh vui mà đừng có quá nặng nề tới cái độ mà <laughs> mượn đâu này mượn đầu nọ thông tục lùm lá hết à, vui là chính cho nên là tôi vẫn vậy tôi xưa mặc cái đó chuyện gì những cái định lâu ngày đã có được là do quá trình chứ không phải tôi cầm tiền ra một đống về vậy, vậy vậy đâu mà cái vui của nó là đi mua từ từ và enjoy với bản từ từ nó à, là quá trình bạn với bản quá trình lâu dài à, tôi thấy là đó là cái may mắn tại vì giờ là tôi chỉ với bạn cũng lâu năm mà bây giờ đã twilight <laughs> là xế chiều các bạn nhưng mà tôi cảm thấy con đường với bản mình đó, nó còn dài lắm Nó còn dài lắm Tại vì ở mỗi giai đoạn chúng ta có cách enjoy với bản khác nhau Bây giờ tôi làm chuyện này, mai làm tần số, tôi già, làm chuyện khác, chuyện khác, chuyện khác Nó vẫn đi tới mình Đó là một cái, thậm chí là có nhiều bạn hỏi tôi là Tao về hôm tao muốn chơi với bản, thì với bản đi Nhưng mà rất tiếc bạn gặp tôi nói, tao chán quá Thì đúng rồi, Tại vì với bản là một quá trình mà bạn đảm mà nghĩ vô một cái bạn chơi nhiếp ảnh rồi cái bạn khoái được nó phải có quá trình cho nên có những người chọn nhiếp ảnh ở khi mà tuổi xế chiều á rồi chụp rồi không thấy vui là vì họ thiếu quá trình có vậy thôi sau hẹn các bạn trong chương trình khác xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình này